Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tính từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 24 tháng 6 năm 2021, số tiền hiện vật ủng hộ và đăng ký ủng hộ qua hệ thống mặt trận từ Trung ương đến địa phương để ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 và hỗ trợ nơi tuyến đầu chống dịch lên tới trên 4.220 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, Ban Cứu trợ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ được một số tiền 1.016 tỷ đồng tới quỹ vaccine phòng COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Trong thời gian tới, căn cứ vào danh sách các đơn vị ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Cứu trợ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phân bổ số tiền ủng hộ tới quỹ vaccine, tới những lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, các địa phương nhằm đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng theo quy định của pháp luật.